Đây là phía sau em nó, phía sau có hai đường in các bác, hai in và một đường out. Vâng, sau đây em lên một siêu phẩm nhà test. Đây là con đầu test dòng cao cấp của hãng test Nhật Bản. Model là V9000V Đôn 3NR Pro. Dòng này là có tích hợp mặt đôn 3NR Pro nha các bác. V9000V, một model rất là hot của dòng test cô test mạch vàng. Con này nó có hai bản nhé, bản vàng và bản màu đen. Đây còn nguyên tem đầy đủ luôn, cả tem bên xuất xưởng nó còn đủ luôn. Con này mới thiếu thùng xốp nhé. Giá con này là 17 triệu nha các bác. 17 triệu đã bao gồm phí ship chạy 3 đầu từ. Thu phát hoàn hảo hết nha. Đây là phía trên nóc của máy. Con này các bác nghe đầu nghe đét, thu phát và tích hợp làm rề rất là hay nha. Tiếng mộc mà. Ốp gỗ hai bên, bóng piano. Đẹp ngắt ngay các bác. Điện là điện 100V, tại nó là hàng nội địa Nhật nha các bác. Đây là phía sau em nó, phía sau có hai đường in các bác, hai in và một đường out. Model là V9000, mắt in da băng 28W, series là 30347 nha, 100V AC 50-60Hz. Đây là phía dưới, phía sau, ốp gỗ, đẹp len keng. Vâng, phía dưới đây là phía dưới của máy nha, mới tinh, ốc ác là vàng đồng hết. Đây là đồ đẹp của máy này các bác cùng ngắm này. Đấy, vàng ươm. V9000, Đôn 3NR Pro. Phía trước phần tinh chỉnh của máy các bác sẽ thấy được màn hình đèn tia và là phần bỏ ben. Đấy. Phần 3 đầu từ. Ok. Và phần này là phần mình tinh chỉnh tua nét, tức là volume mình có thể khi mình làm rề hoặc là mình các bác có thể thu âm. Nhấn vào đây, các bác sẽ mở ra phía dưới tinh chỉnh cho phần lever phase Đôn 3NR. Ấn vào chúng ta ấn ngay góc này nha. Đấy. Rồi, sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong và đồ đẹp của máy luôn nha. Bác nào muốn sở hữu em nó thì liên hệ cho em, giá 17 triệu bao ship, chuyên khoản đủ thì em sẽ bớt 200, nó còn 16 triệu 800. Vâng, đây là cấu hình bên trong và các bác nhìn độ mới của máy này. Đấy, từ những cái dây điện và những cái motor và linh kiện này các bác, IC. Rất là đẹp luôn, mới tinh. Bác nào chốt con V9000V này thì liên hệ cho em nha. Nhìn cái xác xây này các bác, không khác gì mà vừa xuất xưởng cả. Những con hàng chất nước ngoài về các bác, nó rất cực kỳ chất lượng luôn. Một model hot nữa, đỉnh cao của dòng test V9000. Bác nào lấy thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên.